Rồi rồi tới công chuyện luôn rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ đang là 1 giờ sáng, hai vợ chồng đang ngủ. Nghe giữa cái thì dựng đầu dậy chạy ra coi liền. Cái chiếc xà lan bon ở chở đất đậu ở phía trước của mình nó bị cày neo và tấp xuống cái mũi mình. Cũng may là không có dắt ngang cái mũi, chỉ tấp bên hông bên vai thôi và cũng ăn độn rồi. Hiện bây giờ bên xà lan bon chỉ còn có một người ở lại để giữ xà lan thôi, cho nên ảnh không có xử lý được, ảnh không có lấy neo lên được. Bây giờ mình đè máy, mình lấy cái neo mình lên rồi mình ve, mình lui lại, mình kiếm chỗ khác mình đậu. Trời ơi cũng hên quá trời luôn á, không cày mà không tấp bên hông, chứ mà tấp dắt ngang cái mũi là thôi rồi luôn rồi. Ở phía trước mũi á, mình hai bên cái vai mũi, tôi nghĩ là mình nên treo độn dày và độn to, khi mà gặp những cái trường hợp như thế này rất là có lợi luôn. Mình không cần phải chim độn nữa, tại vì độn nó đã dày rồi, mày lỡ chiếc khác có dập vô mình, có tấp vô mình thì mình không cần phải chim độn tay. Nhưng mà có điều hơi bất lợi là gì nè, mỗi lần mà mình sơn á, mình kéo độn lên nó hơi cực, đi treo tới 5 trái lần đó cô chú thấy không. Bây giờ tấp vô rồi thì nó ăn độn mà mình không có sợ nữa. Bây giờ cái neo đang quay lên, cái neo đang cuộn dần dần lên rồi nè, và cái neo của mình cũng cài, mình ve lui từ từ lại. Bây giờ còn có một mình anh, cái anh đó giữ xà lan bon thôi, mà nó cài kiểu này rồi làm một lát nó cài nữa, anh không lấy neo lên bỏ lại một lát nó sẽ cài nữa. Thuyền trưởng ở bên cái xà lan bon á, ổng đi lên bờ rồi, chỉ còn có một anh đó ở lại giữ xà lan thôi. Thì cái quay cái neo á ở tút đằng trước lận, nếu mà anh ấn trước anh quay neo lên thì ở đằng sau sẽ không có ai lái. Rồi á, từ trước mà chạy lại sau nó cũng xa nữa. Chiếc này là Sài Gòn 7261. Rồi anh nói với mình á, là bây giờ có mình nên anh không xử lý được, anh nhờ mình lấy neo lên và ve lại đậu chỗ khác giùm anh. Cái đèn pin mà nãy giờ tôi cầm tôi rọi á, là cái đèn này, cái đèn pin siêu sáng của chị Kim Ngân bán nè. Tôi nghĩ là những ai đi ghe xà lan sông nước thì nên trang bị một cái đèn như thế này, rất là tiện luôn. Ban đêm ban hôm mà gặp mấy kiểu gấp gấp nữa thì cái đèn này á, mình gọi mình thấy rất là xa, mình thấy được những cái phương tiện ở xa, những cái vật thể ở xa, nhìn nó rõ lắm mà nó sáng lắm. Tuy là cái dung lượng pin nó không có nhiều nhưng mà mình gọi nó xa và nó sáng. Neo bên ti á, quay lên bằng thủy lực cho nên nó rất là im điềm im ả, nhưng mà nó lên chậm lắm cô chú anh chị ơi. Nó bây giờ mình đã ve khỏi cái xà lan bon một đoạn khá là xa rồi, và bây giờ không có dám đậu gần nữa cô chú anh chị ơi. Bây giờ đi kiếm cái chỗ nào ít phương tiện nhất để mình đậu. Đậu ở đây hôm qua giờ bị chở tới chở lui bị đụng hoài à. Ý là mình kiếm cái chỗ nào mà xa xa vắng vắng rồi đó nha, vậy mà vẫn có người đậu gần gần, đậu mà không có canh khoảng với mình gì chưa, cứ đậu gần gần không à. Cô chú anh chị ơi, bây giờ thì hai vợ chồng Ti đã thả xuống dưới cát lái xuống Sài Gòn đậu rồi nè. Xuống đây thì Ti vẫn bỏ neo một mình nên đậu gần bờ, thì mình đậu mình nên là mình mài xét tiếp á. Chuyến này có dịp Ti đậu chung với xà lan của chị chồng mình đi. Đây là xà lan của công ty, xà lan này chuyên chở container thôi. Bây giờ mình đang đứng ở trên nóc mui nè. Cô chú thấy hiện bây giờ nước ròng á, xà lan đá đang đổ hướng từ ở trên Đồng Nai đổ xuống đi về miền Tây rất là nhiều luôn. Mỗi một ngày mà số lượng xà lan chở đá từ ở trên Đồng Nai, Bình Dương mà thả xuống đi ngang cát lái này, mình có thể tính là hàng trăm chiếc chứ không phải là hàng chục chiếc nữa, rất là nhiều luôn. Nước ròng á, thì xà lan đá thả xuống, nước lớn á, thì xà lan nổi chạy lên, hoặc là xà lan cát chở là cát lên.
ở trên đó mua bên xà lan mà chị ba mình đi á, có trồng rất là nhiều loại rau luôn. Này là rau thơm nè, rau thì là ở bên đây chị ba mình có trồng hai cái dây bầu nữa nè. Cái này là bầu hồ lô á nha, để ti canh nó khi nào có trái có dịp gặp tí sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Ngoài ra còn có bông cải nè, bông cải này thì còn nhỏ thôi, cái bông nó chưa có to lắm, chưa có ăn được. Cô chú anh chị ơi, trời ơi, thích quá luôn. Ngay lúc cái vàng đậu đũa có trái nữa. Trái này to, trái này mà mình vừa ăn rồi nè, mình hái vô ăn được rồi đó. Cô chú anh chị ơi, cái này đậu đũa trồng có mấy giây thôi mà trái quá chừng luôn. Và ti trồng á, tuy ăn đồ mình tự trồng, tuy cảm thấy là cái trái mình ăn á, nó ngọt hơn rất là nhiều luôn. Chắc là mình không có tưới phân nhiều, hoặc là mình không có xịt thuốc gì hết trơn á, mình ăn cái trái nó ngọt dữ lắm. Trái nó già quá, bự quá, bự luôn. Sau khi đậu chung lát thì bên hai vợ chồng chị ba mình nó sẽ đi vô trong Sài Gòn nhau, ở trong cảng Tân Thuận ở trong Sài Gòn đó, còn cù ba container. Cái xà lan này thì tầm 700 tấn nhưng mà chỉ chuyên chở container thôi, không có chở hàng bao hay hàng xá giống như bên mình. Mọi người ơi, bữa nay quá trời cái đám lá cách này luôn rồi. Bây giờ lá nó còn non nè thì sẽ cắt vô hết luôn, mình cắt vô mình ăn. Và khi mà mình cắt như vậy á thì vài hôm sau á, thời gian sau thì nó sẽ đâm cái tụt mới và nó ra cái lá mới. Nếu mà mình không cắt, mình vẫn để như vậy á thì cái lá nó bị già uổng lắm. Sau khi hái rau xong thì Ti phát hiện ra cây dâu tầm trái chín quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Mình ngồi xuống mà mình hái trái mình ăn tại chỗ luôn nè. Trái chín nhiều, trái chín đen á mình ăn nó sẽ ngọt hơn. Còn mấy trái mà còn hồng hồng á, hồng hồng đỏ đỏ thì nó chưa có ngọt lắm. Và khi Ti hái lá cách thì cô chú anh chị có thể đoán ra là Ti làm bánh xèo không ạ? Dạ đúng rồi, tôi làm bánh xèo. Nhưng mà bánh xèo phiên bản với xà lan không có được đầy đủ điều kiện, đủ món giống như mình mua ở trên bờ. Tại mình có gì mình dùng nấy thôi à. Có một ít thịt vịt với lại
rau củ rồi có đậu hũ nữa, tôi để vô tôi xào làm nhân luôn. Lâu lắm rồi tôi không có chiên bánh xèo á, chắc cũng phải năm mấy 2 năm rồi tôi không có chiên bánh xèo. Từ hồi có bầu bé Vi xong rồi sanh bé Vi xong mình chăm sóc con cái lu bu tôi không có đổ bánh xèo luôn á, tới giờ này mới đổ nè. Rồi hôm nay đậu chung với anh chị xà lan kế bên, mình xúm nhà mình đổ bánh xèo mình ăn cho nó vui. Mấy ông thì vừa ăn bánh xèo vừa lai rai, đậu lâu hổm rày buồn quá, với lại đậu có một mình nên nữa. Bữa nay gặp bạn làm khoái chí liền, có mối liền. Và hôm nay anh Năm sương sương lai rai với một ít rượu trắng, vừa ăn bánh xèo vừa lai rai luôn. Mọi người thấy để cái canh rượu to như vậy mọi người đừng có hết hồn nha. Thật ra để cho có thôi chứ nhậu cũng không dám nhậu nhiều đâu. Tại vì xà lan mình đang khẩm á và mình bỏ neo nữa. Mình làm sương sương vài cốc là thôi là được rồi chứ không có dám nhậu nhiều. Mình đi xà lan á, nó khó hơn là ở trên nhà. Ở trên nhà mình muốn nhậu sao cũng được, muốn nhậu bao nhiêu cũng được. Nhưng mà xà lan thì mình nhậu vừa thôi để mình giữ tinh thần tỉnh táo.